Thưa quý vị, cùng trong ngày hôm qua, hai học sinh đi tắm kênh thủy lợi và một em đi tắm biển ở tỉnh Quảng Trị đã bị đuối nước tử vong. Dù đã cảnh báo rất nhiều lần về tình trạng đuối nước, nhưng các vụ việc đau lòng vẫn tiếp tục xảy ra. Theo đó, vào chiều ngày 29 tháng 7, hai em học sinh 13 tuổi cùng chú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã đến tắm ở kênh thủy lợi N1 ở thôn Hà Mì, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong thì bị đuối nước cũng trong chiều ngày 29 tháng 7, một em bé 9 tuổi trú tại xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong cùng bạn đến vùng biển ở thôn 7, xã Triệu Vân để tắm. Em LHL không may bị đuối nước. Đến 16 giờ 30 phút thi thể của em được phát hiện. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong, trong ngày 30 tháng 7, lãnh đạo địa phương sẽ đến hỗ trợ chia sẻ, động viên gia đình các nạn nhân.